Khô hạn đang trở thành nỗi lo ở khu vực miền Trung Tây Nguyên khi mùa vụ chính của năm 2013 bắt đầu. Ở nhiều nơi, hạn trái mùa và hạn giữa mùa mưa đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lên kế hoạch chống khô hạn cho miền Trung và kế hoạch xả nước từ các nhà máy thủy điện để cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Chống hạn đang trở thành nhiệm vụ cấp bách vào thời điểm này bởi 563.000 hecta lúa của miền Trung và Tây Nguyên đang bị đe dọa bởi hạn hán. Vừa kết thúc mùa lũ mà hầu hết các con sông ở Trung Bộ đều cạn như tại con sông Vu Gia này. Chưa có năm nào miền Trung mưa ít như năm nay, lũ cũng không về như mọi năm. Từ Quảng Trị tới Ninh Thuận, tổng lượng mưa thiếu hụt từ 70 đến 90%. Các hồ thủy lợi nhiều lắm là một nửa dung tích, có nơi chỉ bằng 1/10 khả năng chứa, trong khi nhu cầu nước cho vụ đông xuân lại rất lớn. Tình hình hạn hán nghiêm trọng có khả năng kéo dài trên diện rộng, đang đe dọa tới sản xuất nông nghiệp. Chưa bao giờ vụ đông xuân mà lòng sông Vu Gia lại khô cạn như thế này. Tôi có thể lội bộ được đến sang bờ bên kia. Hiện tượng khô hạn bắt đầu ngay từ đầu vụ đông xuân tại huyện Đại Lộc, nơi được coi là cái rốn lũ của tỉnh Quảng Nam. Giờ thì 4.300 hecta lúa của huyện này phụ thuộc vào nguồn nước tưới ít ỏi như thế này. Tỉnh Quảng Nam đã khuyến khích bà con nông dân cấy giống lúa chung và ngắn ngày thay các giống dài ngày để đảm bảo đủ nước tưới. Khả năng 1/4 diện tích lúa hạ du sang nguồn nước sẽ bị xâm mặn. Một số vùng sang nguồn nước đã phải chuyển sang trồng ngô lạc và các loại cây trồng cạn khác. Tháng 10 và tháng 11 thì thực ra lúc đó, là nó đã báo động hạn vì trong số cái ở thời điểm đó thì trong số 73 hồ chứa của tỉnh thì chỉ có 20 hồ là tích đủ nước. Trong đó những cái hồ mà chưa tích đủ nước thì có những cái hồ rất là lớn như là cái hồ Phú Ninh ở thời điểm đó nó còn thiếu 100 triệu khối. Thì tỉnh lần đầu tiên tỉnh có một cái chỉ thị chống hạn ngay từ trước khi vụ đông xuân. Thì nhả ra các năm thì lúc đó là cái thời điểm mà đang phải tập trung để mà chỉ đạo xử lý các cái tình hình mà bão lũ thì nhiều hơn là chống hạn. Theo tính toán, các địa phương miền Trung và Tây Nguyên sẽ thiếu khoảng 40% lượng nước cho vụ đông xuân. Ngay từ cuối năm 2012, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương trong khu vực này đánh giá nguồn nước thực tế để cơ cấu sản xuất mùa vụ cho phù hợp, lên kế hoạch sử dụng nước hiệu quả nhất và nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, lắp các trạm bơm dã chiến. Sẽ khó có thể cứu được sản xuất nếu như các biện pháp này không được thực hiện một cách quyết liệt. Để giảm bớt khó khăn cho các địa phương thì Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã ký văn bản số 180 báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét hỗ trợ tiền điện, tiền dầu, tiền lắp máy dã chiến cho các địa phương với số kinh phí là 316 tỷ đồng. Một trong những nguồn nước quan trọng có thể cứu hạ du vào lúc này chính là nguồn nước xả từ các nhà máy thủy điện. Thủy điện A Vương và tỉnh Quảng Nam đã thống nhất kế hoạch xả nước, mỗi ngày vận hành liên tục 24 giờ. Hiện lượng nước xả từ thủy điện này cao gấp từ 2 đến 3 lần lượng nước về hồ. Trong những ngày cần phải làm đất cũng như chống hạn thì chúng tôi tập trung phát, và cái lượng khi mà phát như thế thì cái lượng nước về chúng tôi tăng gấp đôi so với cái lượng nước về. Do đó mà một phần thì để cho đồng bào có khả năng lấy nước tưới tiêu, cũng như một phần nữa là có cái dòng chảy tự nhiên đẩy mặn xâm nhập. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lên kế hoạch khai thác các nhà máy thủy điện phù hợp với nhu cầu xả nước, ưu tiên nước cho sản xuất ở hạ du và phối hợp địa phương lên phương án xả phù hợp với lịch gieo cấy ở từng địa phương. Tuy nhiên, mực nước tại các hồ thủy điện cũng đang trong tình trạng báo động, nhiều nơi đã gần với mực nước chết. Nhiều thủy điện đang phải hy sinh tích nước cho phát điện mùa khô để cứu hạ du đang khô hạn nghiêm trọng. Vì thế, sự phối hợp giữa các nhà máy thủy điện, chính quyền địa phương và người dân là rất quan trọng. Nếu không, sẽ là sự lãng phí lớn nguồn tài nguyên nước đang khan hiếm.